Xin chào mừng các bạn đến với cái video tiếp theo của mình trong cái loạt video về dòng game chiến tranh tổng lực Tam Quốc. Mình là Total War Tuyên Quang. Và hôm nay thì mình sẽ tiếp tục cuộc chiến của Công Tôn Toản cùng đồng bọn để đi chinh phục Trung Quốc. Ở tập trước thì nói chung là mình cũng đã kiểm soát được hầu hết khu vực trung tâm. Nói chung là khu vực trung tâm. Và giờ đây thì mọi thứ này có vẻ ổn ổn. Xem có công trình gì. Công trình thì xây dựng được, xây dựng đã. Thượng Dung này. Thượng Dung thì cần phải có ruộng. Vũ Đô. Rồi, tạm tạm thế, nâng cấp các cái nhà cửa lên. Bây giờ thì hiện tại là mình cho cái quân đoàn này về thủ đô mình đóng phát đã. Hữu Bắc Bình lên một cấp nữa đi. Mình thấy cái thằng đệ này tại sao nó lại lò mò Khổng Dự thừa kế phe này. Vu Cấm nó lại leo nheo lên đất của mình làm gì nhỉ? Cả cái thằng Nhan Lương này nữa, 62 tuổi chưa dẹo à? Viên Thượng. Thôi kệ cho nó. Tập trước mình kết thúc bằng cái việc là đang chuẩn bị tấn công một loạt các thành đây. Hai quân đoàn. Quá lượt đã nhỉ? Bên lượt này hình như mình không có việc gì để làm nữa cả. Qua lượt đã. Bây giờ mình cần một cái lực lượng ở phía ai nhỉ? Với cái chính sách ngoại giao linh hoạt, mình đã thâu tóm được hầu hết các nước phe phái bằng cách sự biến chúng thành chư hầu của mình. Bây giờ thì Thục Hán nó ký hiệp ước hòa bình với Hoàng Bảo An. Ngụy Quốc Công đã liên minh với Hoàng Bảo An. Ngô Quốc không còn nữa. Ghế hoàng đế bị chiếm từ Ngô Quốc. Mình có một thành ở màu xanh ở đây. Khi mà chư hầu, các lộ chư hầu của mình mà nó chiếm được một cái thành ấy các bạn ạ. Đây rồi. Thôi được rồi, để mình sửa chữa mấy cái nhà này đã, xong rồi mình giải thích. Thì mặc định là cái thủ đô của cái nước đấy nó sẽ chuyển về cho mình quản lý. Ồ, thế thì mình sẽ có quân ở phía nam này à. Thế thì khả năng là mình sẽ chuyển các cái quân đoàn này xuống phương nam. Đây. Thằng này nữa. Thì sẽ cho mấy thằng này nó xuống phương nam. Cái phía bắc này thì hầu như chả có thằng nào đánh được mình đâu. Nên là chúng ta cứ đánh vào Bành Thành này thôi. Hai cái quân đoàn này thì chắc là không đánh được, chúng nó không đánh được. Đây có Công Tôn Toản này. Hạ Hầu Uyên này. Đây có Công Tôn Toản và Tư Mã Ý thì chắc là không thằng nào ăn được. Chúng ta sẽ chiếm cái thành Lư Giang này đã. Khả năng mình sẽ không chiếm các cái thành to nhỏ. Giải quyết nhanh đi. Thương vong một chút nhưng mà cho Tư Mã Ý nó cầm quân nó đánh thì đỡ thương vong hơn nhiều. Một anh hùng địa phương kìa. Với mức lương. Cái thằng này á? Lại Tử Khiêm này. Xong trị an, giảm phí xây dựng các công trình. Đền thờ của Khổng Tử à? Chúng ta sẽ đánh chiếm Lốt Dương Châu nữa.
Dương Châu và Bành Thành. Nhưng mà bây giờ phía Nam này phải có thằng phòng thủ chứ nhỉ? Mình giờ cần đâu ra một tướng để phòng thủ nữa. Công Tôn Trinh này. Mình có cái thằng gì đây? Thành Công Triệu Bát. 57 tuổi rồi. Sao nó cấp 4 mà chỉ số nó ngon thế nhỉ? Thằng này nó hợp với Công Tôn Úy. À tốt, hợp với Công Tôn Úy thì tốt rồi. Nghĩa là một trong mấy anh em chuyển hết sang đội nỏ đó, nỏ thì tầm bắn nó xa. Mình sẽ phải thằng này được ấy, nhưng mà bây giờ cần một, nhưng mình cần một cái tướng, nhưng mà không thích tướng màu đỏ lắm, mình thích tướng màu vàng cơ. Mà đây thì chúng ta lại không có tướng màu vàng hoặc màu tím được. Màu tím nó búp, màu đỏ nó chỉ để đánh nhau tốt thôi. Búp cho quân mạnh nhất phải là tướng màu vàng và màu tím, màu xanh á. Hay à. Thôi kệ đó, từ từ đó. Các quân đoàn phía trên này để có hết rồi. Trung tướng chỉ ở đằng trước, hàn xiao hoan yến. Đại nhân trao ta, rong xin chi chi. Phía Bắc này. Gào sư chúng nhân, tôi quay lại rồi, đại nhân. Có hề phân phủ. Xin yên liang mẫu. Vũ có yếu sự và mẫu sự sáng mẫu. Các nhà tự dưng mình có một cái thành ở phía Nam. Bây giờ lại phải bảo vệ khu vực phía dưới đấy chứ đùa đâu. Hán Trung. Ung Châu, Trung Sơn, Trường An, Thái Nguyên, Nghiệp, Bột Hải, An Bình, An Định, Đại Quận. Ở rồi. 13.000 một lượt. Đây là mua quân ở dưới này nữa. Lượt sau là phải mua mấy quân đoàn dưới này để phòng thủ ấy. Chúng ta chiếm được kinh đô của thằng nhà Ngô rồi. Tiêu diệt lốt Tào Tháo đã. Thằng Lưu Bị này sớm hay muộn mình cũng phải chiến tranh với Lưu Bị. Bởi vì nhiệm vụ của chúng ta là phải thống nhất tất cả các cái lộ mấy thằng đệ của mình trước thì nó đánh nhau gì nhỉ? Lấy được một con thú cưỡi mới à? Nào để ta xem mày có thú cưỡi gì mới nè. Đây rồi. Công Tôn Úy này. Trừ chuyên môn kinh thế nhỉ?
Mình đang cần cái tướng nó phải mã khoáng. Đây, chuyển đổi quân đội thành cái quân này đã. Cần cái bọn Spy này nó chịu đòn tốt này. Nói chung thì vẫn phải có tướng thôi. Thằng này năm mươi mốt tuổi rồi thì thôi. Trọng khí như hỏa, hùng hùng bất xi. Thành kiến đại. Thành này bây giờ phải xây, nâng cấp và xây dựng rất là nhiều đấy. Gái xử lý 一下 政务了. Bây giờ đến công tôn đào. Hết tiền này, nên làm sao? Triển khai cánh quân là mỗi một lượt chỉ có Bà Quyền được và Bùi Tuấn, hợp với Bùi Tuấn này. Mỗi một khu vực này chỉ có triển khai được 3 cánh quân một lúc thôi, không thể triển khai nhiều thế được. Ok. Thằng này nó đã hết lương thực. Bán cho nó ít lương thực đã. Khổ nghèo quá, hết cả lương thực này. Sĩ Thiết Kim. Sĩ Thiết Kim thì rộng thế nhỉ? Nó chỉ mua được đến gần này thôi, nó hết tiền rồi. Hoa bố, tôi đang cảm kích bất tận. Xin tiến, bạn. Cha được bao nhiêu? Nó hết tiền rồi, nó còn tiền đâu. Xoán sư thán thỏa là. Yêu sư nì chê sư. Bọn này không cần phải làm ăn. Trưng lỗ nữa này. Hân cao xinh yu ni jian mian. Trưng lỗ nó còn nhiều thực quá. Cho nó tí thực à. Nại xin cài hội yếu sổ sâu hộ. Còn thằng nào mình chưa cho nhỉ? Đây rồi này, rồi này. Tề quốc công Sĩ Thiết Kim hoa bố. Hoa bố rồi chứ nhỉ? Ye lai wu yang à. Ổn rồi. Bây giờ mình chỉ làm ăn với mấy thằng đệ mình thôi. Các quân đoàn mới thành lập bây giờ chỉ có phòng thủ, nhiệm vụ phòng thủ. Công tôn đào. Mình sẽ cho cả ba anh em nhà nó ở dưới này. Cả ba hoàng tử.
Hán Trung, Thượng Dung. Ngũ Đô. Tạm ổn rồi, cứ bây giờ có tiền nâng cấp nhà cửa lên đã. Mình thủ ở khu vực phía dưới đã. Chiếm được thủ đô nó rồi, còn bây giờ mình cứ đánh càn quét chỗ này mấy cái quân đoàn ở đây thì chắc đủ làm ăn rồi. Cha phải sợ bố con thằng nào. Cái chủ lý xa trận vụ là. Ôi thằng Tư Mã Ý này bước đi của nó xa thế nhỉ. Xin hoài trị lệ. Đá chỉ chính sân lại. Khải trận. Tấn công Bành Thành cho anh. Ngụy Quốc. Vây gia hải nội, loạn sự tùy định. Chưa có skill kháng tên à? Đánh tiêu diệt lốt thằng Ngụy Quốc rồi đó. Cũng căng nhỉ, bây giờ chạy. Không giữ nổi thành nữa, bỏ chạy à? Ôi. Mình vừa nhìn thấy Tôn Kiên. Chắc phải cho cả lốt cả Tư Mã Ý xuống phía Nam rồi. Xin rú trí sủi, chi dư sân nhìn. Quân nó không đi đâu hết rồi nhỉ? Có mấy thằng lông dân gác thành này. Bị chi phong bóng. Trưng dụng được trong thị trấn. Điền giai lên cấp. Đây rồi. Tăng sĩ khí cho quân đội. Đại nhân, nghe ngài phân phó. Ơ, cái thành này ngon đấy, xây đủ các công trình mình cần thiết rồi. À không, công trình này thì không, phải xây công trình khác. Cùng nhánh nhưng không phải công trình này. Một lượt nữa. Gián điệp của mình. Mình sẽ dùng kế phản gián liên tục. Điệp viên của chúng ta đã thành công trong việc tập trung những kẻ xâm phạm trong mạng lưới mưu đồ của phe này, do đó làm giảm khả năng gián điệp của nó. Xúi giục quân sự, bí mật tham gia trực tiếp chỉ huy khiến cho tướng lĩnh rút về xây dựng quân đội mới trong lĩnh vực này. Ai già. Chưa đủ trình để làm được này. Tung tiên đồ đã ý làm giảm bớt độ hạ trung thành ở dinh phủ. Cái phản gián này. Ờ à, được rồi. Mạng lưới tình báo của mình bây giờ nó gọi là thâm nhập rất sâu vào bộ máy chính trị của nước Thục rồi.
mọi việc cũng có vẻ ổn rồi nhỉ, kinh tế cũng cứ khởi sắc. Mình cũng chưa vội vàng phải thành lập quá nhiều quân ngay đâu. Cái khu vực phía nam này mình vẫn cứ phải bảo vệ cái kinh đô phía nam, Nam Kinh của mình đã. Mình vừa nhìn thấy thằng viên thằng gì nhỉ? Bố con nhà Tôn Kiên ở đây. Thằng viên Hy này á. Ái chà, lực lượng của bọn nhà Ngô nó vẫn đông hết nhở. Đấy, đây này, Tôn Kiên vẫn ở đây này. Khả năng mình phải khử Tôn Kiên. Tôn Kiên chết, Tôn Sách lên cầm quyền à? Tôn Sách lên cầm quyền. À, cho thằng nào cầm quyền thì cầm. Mày muốn thằng nào cầm quyền thì cầm, anh không quan trọng vấn đề đấy. Kiên định bất ý. Chỉ có xảo chính lưu hợp, thiên hạ mới bình định. Quân đội của bạn đang xâm phạm. Liệt hỏa燎原. Xin hoài nụ hỏa, phân dũng sa đi. Rán biển thiên hạ. Bây giờ mình tập trung mình kiếm được tiền, mình nâng các thành của mình lên đã. Ôi dồi, quân của Tào Tháo chuyến này tèo rồi. Quân trong thành của nó chả có gì nhỉ? Chả có quân gì đây. Đánh luôn cho nó nhanh, giải quyết nhanh Tào Tháo. Mình cứ đánh này chả hiểu sao chết ngựa kinh khủng. Đấy là một cái cung gì đấy. Tào Tháo còn thành nào? Dương Châu à? Còn một cái làng ở Dương Châu à? Công Tôn Toản. Mình đánh trận đi chứ nhỉ? Xem đội Bạch Mã Nghĩa Tòng của mình nó làm ăn kiểu gì chứ? À, nó nhiều kỵ binh phết đấy. Kỵ binh thì làm ăn mẹ thì nó không có cung tên. Đánh nhau ở cái hồ, giáp ở cái hồ nước cái kia thì làm ăn dê. Cả đánh auto tốn quân lắm. Đánh tay cho đỡ tốn quân. Trừ những cái vùng an toàn rồi thì không nói. Các lộ chư hầu. Diệt xong Tào Tháo thì các lộ chư hầu mình nó sẽ tiến đi đâu nhỉ? Mình chưa biết. Thế mới căng.
Nhưng mà kiểu gì kiểu mình sẽ phải kiểm soát được phía bắc sông Trường Giang. Chiếm được thủ đô của thằng Tôn Kiên rồi thì chúng ta bây giờ Tôn Sách nó lên cầm quyền này. Nó có thể triển khai ở cái vùng màu trắng này. Tầm này có bị tháp canh bắn không nhỉ? Chỗ này là không thể trèo vào nữa rồi đúng không? Vùng màu trắng thì gần nhất thì chỉ có ở chỗ này thôi. Chỗ này đi, lối ra thì hẹp, dễ ăn pháo nhất. Cái đội hình hình hộp rỗng này nó phòng thủ thì cứ phải gọi là rắn đét luôn. Nếu mà chúng nó không có tên thì thực sự là chúng nó gặp vấn đề đấy khi phải chống cái đội hình hình hộp rỗng này. Nó không có lính công tên thì nó gặp phải vấn đề lớn luôn. Bạch mã nghĩa tòng nó bắt đầu bắn rồi. Ôi thằng này nó còn búp Charbonnet cho tất cả quân đội nữa thì...
xông vào làm sao được. Nó cộng thêm 900% kháng xung kích cho cái chống kỵ binh nữa thì bọn này ăn thế quá là được. Ok, kỵ binh của nó xông vào để chết à? Nó xông vào để chết à? Phá tháp cành đây. Chưa cần phải cho công tuân toàn tấn công nhé. Cho mấy thằng bạch mã nghĩa tòng này nó bắn đã đủ chết rồi. Ra đây bạch mã nghĩa tòng rồi. Rồi kỵ binh của nó xông vào, xông đến thằng nào chết thằng đấy. Tướng không thèm đánh trận nhá, cho quân đánh cho lành mạnh. Bọn bạch mã nghĩa tòng này hết tên rồi à? Đừng đùa bạch mã nghĩa tòng. Sau một cú đạp đi hết rồi. Ô khỉ thật, đội bạch mã nghĩa tòng này của mình bị tháp canh nó bắn à? Rồi cho nó chạy hết rồi. Mình không để tháp canh nó phơi được một đội. Bạch mã nghĩa tòng của mình một đội bị tháp canh nó bắn bên kia. Công tôn toàn kiên định ý chí, tuyệt không động摇. Tào Lao để một đội bị bắn tháp canh nó bắn. Nhưng mà nó chiếm được rồi, cấp 5 cả, 15 uy tín, tiền nhiều lắm. Như vậy là chúng ta đã tiến sát đến kinh đô của nó rồi. À, tiến sát bờ sông. Còn cái con Hoàng Bảo á. Yuan Wen đại nhân chi chi,
在下定当赴汤蹈火，不辞万难。不，不行。phải vào tào tháo chắc là hết rồi, lượt sau nữa là hết. Còn bên dưới này mình đang phải lo phòng thủ bên dưới này thôi. Ôi sao mỗi một lượt nhiều công trình sẽ phải có thể xây dựng thành, có thể xây thế. Sóc Phương. Người thợ này có thể tạo ra thú cưỡi đặc biệt với cơ hội tạo ra thú cưỡi độc đáo. Hả? Huyền thoại động vật thuần hóa. Ồ, có khi là được con ngựa ngon đấy nhỉ? Sóc Phương. Nhạn Môn. Nghiệp Liêu Tây, Ngũ Bắc Bình, Bột Hải, An Bình, An Định, Đại Quận. Rồi ok, mình cứ đang nâng cấp nhà cửa dần dần đó. Khu vực phía dưới này thì xem thế nào đã. Đã thấy thằng nào nó vác quân ra đây nó đánh mình chưa? Hợp với Tư Mã Khoáng. Bốn bốn tuổi trẻ mà. Định loạn an民. Cần một quân sư nữa. Bùi Tuấn. Quan công dự sở, thì bình xí ngưng thần. Xuân phong hề xu. Chị nguồn sân hờ. Bắt đầu phải chuyển đổi cánh quân rồi. Mình không thể dùng cái lính đông dân mãi được. Nhưng mà mình vẫn thích cái đội cầm khiên to. Cái bọn là hai quân đoàn ở đây. Tôn Sách, Trương Tuyền, Điền Nhã. Triệu tập 众人, có 要事商议. Phục kích nó phát sinh. 向前进军. Nó lẩn vẩn đất của mình. Mỗi bước đều颇具智慧. Nguyên địa hậu mệnh. Hồi gia的感觉真不错. Hồi quân cho nhanh nhanh xíu. Đúng rồi, bọn này chiếm hết khu dưới này đi. Cái chính là bây giờ mình xong rồi mình phải cho quân đánh vào đây này. Đây có một tướng của mình. Hai tướng của mình đóng ở nhà của thằng Lưu Bị. Chu trấn sự rư, kim rư sử quy. Chuẩn bị tác chiến. Nào đó qua cái lượt đây đi. Nhà Ngụy à. Nó không bị dính phục kích à? Ôi dồi ôi, lại còn có quân mình tiếp viện nữa thì chết hẳn rồi. Chạy đi đâu không chạy, chạy đúng vào đất của mình.
lấy được một vật phẩm. Ngụy Quốc Công đã bị tiêu diệt. Tả Tì Thượng Bát sao bị giảm hai lóng này? Thống chủ mã giao lại, phóng của mã. Cái gì? Thằng này hiếu thảo và ngoan đạo. Mê tín á. Vui lòng. Ngưỡng mộ nhiệt tình. Quyết tâm bản năng. Không trung thành. Cái công trình này mình nghĩ là không cần thiết đập nữa. Có vẻ xây cũng ổn ổn rồi đấy. Công tác xây dựng nhà cửa mình thương ngô. Ngũ đô. Ngũ đô là cố đô của giặc khăn vàng đấy. Ba Tây này. Kinh tế của mình vẫn khá mà. Ăn được. Quân nó không đông lắm, ăn đây. Sao quân nó lại báo là đông thế nhỉ? Trận này chúng ta sẽ không đua, mình sẽ lập hàng rào phòng thủ và tấn công quân nó. Thành công chuyện bát. Phải đánh trận thì mới lên cấp được. Biết là tướng của mình tướng cồi rồi nhưng mà phải oánh ấy. Lính của nó yếu mà. Nó lại có một đội kỵ binh thôi. Mình sẽ tranh. Mà cung tên nó cũng đâu có nhiều. Có hai đội lính nhỏ. Bắn giã vào hai đội nhỏ nó là xong. Ồ. Thời tiết thì cũng tốt. Mình xem giản quân là cái chỗ nào là sáng sủa tí, đánh nhau thì rừng rú thế nhỉ. Phương Nam này lắm rừng rú quá. Binh của nó có ít. Đỡ tầm xa kháng xung kích. Được.
乱枪不屈。他này nó chưa có cái skill hỗ trợ chống xung kích cho toàn quân. Chuẩn bị khai trận. Hoàn chẳng bộ chuyên. Phá sử trơ. Phục sư của mình chưa có bắn lửa. Chính lồng công sổ. Chuẩn bị sơ chi. Lã nguyên cung nỏ. Nó nhiều đi kiếm. Chưa có đạn lửa nên là nó bắn chết được nhiều mấy nhỉ? Bên đạn lửa bắn mới thấm. Hai đội nỏ và đội cung. Hoàn chẳng bù chứ. Biến đuổi. Khoai chí hợp binh lý. Giang chí yếu nạn. Chí xuy chịu yên. Tên bắn ở đâu vào ấy? Này sao bị tên bắn? Ai bắn được nó nhỉ? Ơ vô lý nhỉ? Địa quân đã phát hiện tôi quân. Thủ thủ chuẩn bị. Lùi lại đó. Không sợ đâu, đội lính Spy của mình nó thủ tên rất tốt. Đây rồi, bắn cho anh. Địa quân đã phát hiện tôi. Diệt luôn mấy thằng cung đi cho nó nhanh. Lùi, nó đang đến rồi. Không sợ.
để ý bọn tướng của nó rồi.此部队史诗已悉数用尽。tướng ở đâu à? Chuẩn bị chủ sự. Thiên giả vô lưu. Trận đấu sẽ làm bạn phiền mà? Nguyện rủ chi đao phong, lì ư rủ chi chuẩn sớ ba. Quay chi hợp binh lý. Tướng quân có nạn, cần sự cứu viện. Rồi, sốc được một phát rồi, rút ra. Quân sư đến đây. Nó hết kỵ binh rồi đúng không? Không thể di chuyển à? Ờ, kỵ binh sốc xong rồi rút ra chứ. Rút ra. Lùa lốt mấy thằng này. Tướng của nó tập trung ở cống có bên này. Bọn này lùi xuống đây. Mấy thằng cung tên này chạy tào lao quá. Trời nhá, làm phát nữa đi. Ra đây. Mình bảo nó giết tướng nó mà mấy thằng này cứ đi đây đánh quân nó làm gì vậy? Đạp cho nó mấy phát rồi. Giết được thọc tướng nào của nó chưa? Đây, con này này. Sư rồi, đứng đây thôi. Lùi về đây. Cho mấy thằng đây cho quân sư ra để búp thằng sĩ khí cho quân này. Giải quyết nhanh cái cánh này đã. Đây. Tướng nó mạnh hơn tướng mình nên là mình không thể đánh kiểu ẩu được. Giết thằng tướng này trước đã. Rồi lại cho bọn kỵ rút ra.
青龙弓手准备射击。没，这时候我们跟您玩天匪棍来呢。集合。啊。准备好了。哦哦哦。他头我们已经弹烂了。他土我们已经弹烂了，让弹不饿了。敌军四散而逃，到底是无胆鼠辈。让弹不饿。快跑！bây giờ là lúc kỵ binh của mình phải xuất chiêu đấy。时机已至。xử lốt thằng tướng này đi。鼓起勇气，挺住。你太弱了。准备好了。时机已至。nó không mạnh được nữa đâu mà. Ôi đội đội này khỏe ghê nhỉ. Đến đây. Thiên vệ quân này. Sốc cho nó phát nữa. Tuổi gì láo với anh. Quân sư của mình đập chết cả của tướng của nó luôn. Ồ, tướng của nó trâu thật. Tướng của nó tử trận rồi. Wow. Quân sư của mình đập tướng của nó à? Ôi vãi lúa nhở. Chuẩn bị khai trận. Dũng sĩ tại此. Đập cho quân sư nó xem. Ai giả ơi, quân của nó lì thế nhở? Nó có skill không hề sợ hãi à? Vánh lì thế. Xong. Wow. Tưởng chừng đơn giản mà không đơn giản lắm nhờ. Quân của nó mạnh thật. Trận này à... Quân đoàn của mình mới thành lập, tướng thì cùi. Tướng của nó gớm thật. Nghĩa Lan này mạnh. Mà lính của mình thì thực ra có mỗi hai đội thiên vệ quân nên là mạnh đấy chứ. À đâu, nó không phải thiên vệ quân. Hai đội đấy là đội thiên về phòng ngự, bọc lót hàng sau. Làm sàn chứ con. Tư vị xuyên chế, thì có bị chi phong mang. Thằng này nó có cái đồ cơ hội tránh mai phục à? Họ đối với thiên hạ, không có bị ích có nhận. Thằng này nó về thành giữ sức. Thằng này rất mạnh. 吾等需要精兵良将，行事谨慎，可称机敏。
Đây rồi, tránh mai phục rồi. Mình quên mất không đeo đồ cho tướng của mình. Phạm vi gia cố cho phép khuyến khích giáp cho tất cả các đơn vị lính dùng giáo. Và cái này nữa thì mới khá xung kích lên được. Khử. Chỉ trừ 剩余强攻。一计行事。深思熟虑。Rút rút rút rút. Vương Mộng Quyền, con mụ này còn gớm phết đấy, đùa đâu. 心怀智略。Mình nhặt được cái món đồ này của nó ngon đấy. Cơ hội tránh mai phục rồi. Cơ hội phục kích này. Đấy. 三思而后行。Cho quân đoàn này lên đây để bảo vệ lẫn nhau. Rồi. Công Tôn Trinh. Ồ. Phía Bắc này thì à. Thống chủ mã giúp lại, phóng của mã. Sáo bình thiên hạ. Thằng Tư Mã Ý này bước di chuyển nó xa thật. Có bị yếu mà. Con Hoàng Bảo Lan này mình sẽ phá cái hiệp bước không xâm phạm lẫn nhau nó đó. À chờ 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 hết cái lượt. Mình đang bán lương thực cho nó mấy lượt nữa mà. Hai lượt nữa. Hết cái đấy phát mình phá cái giao dịch của nó phát ạ. Có vẻ là quân của nhà của thằng Tôn Sách ở phía Nam này cũng mạnh đấy, phải đùa rồi. Con Hoàng Bảo Loan này sớm hay muộn cũng sẽ bị mấy thằng đệ của mình đánh nhưng mà con. Hữu Bắc Bình nó trở thành thành lớn rồi kìa. Ưng Huy vào Công Tôn Cổn. Công Tôn Đào. Cơ hội phục kích cho phép triển khai du kích. Đây đó. Cái này nữa. Công Tôn Đào. Nâng cấp thủ đô lên đấy. An Bình. Bình Nguyên. Bột Hải.
Liêu Tây, Nghiệp, Sóc Phương. Thái Nguyên, Trường An, Trung Sơn, Ung Châu. Trường An này lên một cấp nữa đi. Ủa, trừ 16, thêm một công trình nữa. Dương Châu, Tây Hà, Loạn Hoàng Cân, Sĩ Thiết Kim này. 你我如何互相协助呢? Lệnh cho Sĩ Thiết Kim nó giải quyết hết cái cục phía Nam này. Đúng rồi, ba quân đoàn đây là gì? Đánh chiếm hết khu vực phía Nam hợp phố này nữa này. Tiếp dòng mà khu vực cái sông suối này bên dưới của mình đi. Trị hình thiên hạ. Chuẩn bị hành động. Nguyên địa hậu mệnh. Xuất phát. Ý nghĩ đại lão, kinh hậu địch quân. Xin ứng lương mưu. Công Tôn Úy. Công Tôn Đào, Công Tôn Úy ở dưới này à? 登山并非攻城略地，而是亲近于天。丢花。 Tiền khá khá rồi. Công Tôn Trinh. Mình muốn mấy thằng con ông cháu cha nó cầm quân cơ, không muốn bọn kia. Không có quân. Trận mi mưu hóa, phong cơ chủ sơ. Đối tượng gia ý lý dụng. Phía bên này, bỏ đồng. Không có cái thành nào nhỉ. Lệnh cho cái thằng... Đây là đất của thằng gì nhỉ? Cho bọn này nó toàn lực nó đánh vào đấy cũng được. Mình giải quyết ở khu vực bên kia. Việt Nam thì thằng thằng Trương Lỗ. Đánh vào đây cho anh. Ký phản gián cát mạc.
Cái đám chư hầu của mình bây giờ, mấy cái thằng điệp viên mình cử đi bây giờ nó làm được khá nhiều việc đấy. Nó do thám giúp mình. Ôi rồi, qua lượt đã. Mình sẽ kiểm soát rồi chiếm số các cái thành này cho anh. Bọn này được lệnh rồi, bắt đầu nó tấn công rồi. Tám chứng tỏ là có những thành được xây dựng xong rồi. Ôi mình nhiều thành quá, cái bản này nó nhiều thành quá. Bây giờ mỗi một lượt đi phải nâng cấp. Rồi, chiếm nốt mấy cái thành thì ô, ba quân đoàn mà không chiếm được à? Định chấu trọng trị, hồi quy nguyên trọng, đang tại hành trình. 智略所指，我之所在。这趟，这趟人后裔棍呢？巨气凝神，灵浪，战猛，巨猴，我们玩，卡卡。 2 trong số các gián điệp của mình đứng đóng hết ở đây à? Lần sau, bỏ hiệp ước không xâm phạm được nhau với con này. Cả cá Lư Giang. Nó chiếm được cái vùng này. Từ từ, thằng Trương Lỗ rồi. Hoan nghênh, bạn bè. Quân đội ở đây thì có mà. Quân đội có ở đây này, đánh vào đây, đánh vào Trường Sa này. Đánh vào Trường Sa. Nối liền hai vùng đất này với nhau lại. Vạn công dự sở, thì bình xí nhìn sân. Thank you.
Để kinh tế khá một chút thì mình sẽ thành lập tiếp quân đoàn của công tôn gì nhỉ? Nó là một quân sư. Sao vậy? Vâng, chậm thế nhỉ? Sơn bại vũ trang, sinh tử nan trí. Kim quốc loạn xuệ xung, tứ phương rào rạo. Vì cường giả, khả lý ứ thị. Tứ phương chư hầu trí lực bất đủ, lại vô cường viện. Kim bị yên miệt. Nhẹn với trần ai. Dừng ở đâu? Quân quân chú ý, vô quân bị sợ. Xem sư nhân xuyên cao, vô quân đa yê. Dừng loát lại, loát lại. Rồi, ồ. Bọn này nó triển khai quân đến nhanh thế, mình ra lệnh cho phát nó kéo quân nhanh thế. Ba cánh quân xuống. Ồ. Các lộ chư hầu mình. Làm sâu sắc giữa công tôn Toản và công tôn Cổn hay công tôn Tục. Thành à, chứng tỏ một thành nào đó vừa nâng cấp được xong. Hiện tại có 13 thành. Và bọn này nó tiến sang phía nam rồi. Nó đang tiến ra bờ sông rồi. Còn bọn bên này. Đây rồi. Im lăng. Chiếm mỏ muối rồi. Chiếm tiếp mỏ đồng. Hoa bố. Xin chào, bạn. Đang vây chiếm Trường Sa rồi. Đúng rồi, đánh tiếp quán trà Trường Sa nữa đây. Quân đoàn này hồi phục hoàn toàn rồi đúng không? Tĩnh xa xin lại, du hào ba.
一统天下。Có nên thành lập thêm một quân đoàn nữa ở đây không nhỉ? Công Tôn Trinh. Đấy, nó hợp với thằng Công Tôn Trinh này. Tốt quá. Tướng đỏ mình không khoái lắm nè. Liên kết phong công, nhận sâu khổ nạn. Tôi tuyệt không động, bà mưu sĩ gọi lại. Thần xin lại độ dung vị một tí. Đại nhân đạo tử, hưng chí sinh huy. Cho phép kết hợp lửa khi di chuyển, cho phép hỏa tiễn. Đăng phong ẩn sĩ. 群山默然。Mình cố gắng quân đoàn này ổn rồi đấy. 召集商贾。我要视察一下他们的货物。那应该是 skill 来的。身心再度融为一体。Ở đây có lực lượng phòng thủ rồi. Thì bắc ổn. 新运良谋。我们不会攻击你的，那就如此吧。Ký hiệp ước không xâm phạm với nhau với Thục Hán thì mình làm sao có thể thống nhất Trung Hoa được? Các lộ chư hầu của mình bây giờ nó đang tiến khá là tốt. Để mình xem sự hòa hợp Tả Tì, Thượng Bát và Quan Tĩnh. Rồi thằng Trương Lỗ. Hân cao xinh yu ni jian mian. Anh tiếp vào đây. Thằng 老友来访，
甚是欣慰。花博，请进，朋友。妙啊！小鹿丢了。nó chiếm được cảng cá rồi, cái vùng Tân Đô này, đánh vào đây, sĩ Thiết Kim. Nhi hữu hợp yếu sự xung thán. Chưa lên được thiên mệnh nhỉ? Thiên mệnh là có cái lính mổ vàng đấy. An bình, an định, đại quận. Mình đang phá hoại rất nghiêm trọng và Lưu Bị. Sĩ Thiết Kim sao có cái thành này mà mãi không chiếm được nhỉ? Vạn công uy sơ, thì bình xí nhìn sẵn. Đây rồi, hai anh em nhà Công Tôn. Mình đang lối liền được cái vùng lãnh thổ này. Vạn chi sinh, vô khả xảo chi. Vũ đẳng đại đánh ao tu được những tướng quân kinh. Đại nhân, vì Ninh xảo lão. Bả mưu sĩ gọi lại. Thành à? Trại mộc. Thủ đô của nó đây rồi. Lư Giang không có quân để bảo vệ nữa rồi, không có quân để bảo vệ. Quân Giáp Thành toàn mấy cái thằng lông dân thế này. Trọng dụng được thượng thư thành. Đại nhân, có gì phân phó? Em Hoàng Bảo An này, bây giờ chỉ cần dám tuyên chiến với mình một phát là chết không kịp ngáp luôn. Chỉ lệ sở chỉ, vô chỉ sở tại. Nguyên đi hậu mệnh. Cánh này bây giờ mình sẽ cho ra đây để áp sát cái khu vực đây Thượng Dung này, chúng ta sẽ ra thành Tương Dương này, khi cần chúng ta sẽ đánh thẳng vào khu vực này, Ba Lăng này, Trại Gia Lăng này. Sớm hay muộn thì mình cũng phải chiến tranh với thằng Lưu Bị cơ mà. Viên Hy à? Trạch
Trước tiên mình cần có một cái vùng đệm an toàn đấy. Khỉ thật, bọn này nó vẫn cứ cử quân lên đất nhà mình này. Sĩ Thiết Kim giải quyết được cái thành ở phía nam chưa? Ảnh hưởng thương mại cộng 25% ảnh hưởng thương mại. À, mãi đánh chiếm được cái vùng ấy đi chứ. Quân có một cái, nó chỉ là thương cả coi coi thôi mà. Đánh được sao đánh được? Con lợn Trương Phi. Thục Hán. Thục Hán mà nó đánh được vào đây là cũng dở hơi nhỉ. Nó cắt đứt cái tuyến đường chi viện của mình với chư hầu ấy. Hồi gia的 cảm giác chân bất ngờ. Ba anh em nhà Công Tôn. Ái chà, có con kích ngon phết đấy. Kiên định bất ý. Chín bản năng. Đặng Ngải, nghe tên quen quen. Nhưng đầu tiên là cái con Hoàng Bảo Lan này, mình phải phá cái hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau với nó đã. Ngon thì đánh nhau đi. Dục Vấn Hương này. Nó lại đồng minh với... Nó đang giao thương với Sĩ Thiết Kim. Thục Hán làm sao nó mò lên tận đây thế này nhỉ? Hai thầy trò nhà này tiến ra đây đã. Đang chờ con Dục Mẫn Hương để nó tuyên chiến với mình đây. Mỏ sắt ba đồng. Mỏ đồng. Mười sáu thành chứng tỏ có các cái thành được nâng cấp rồi. Mỗi lần phải đi nâng cấp thành mệt quá. Thiếu thốn lương thực.
Cái này được rồi. Còn 14 thành. Xin quân san tư. Thằng này nó quyết định xin làm chư hầu của mình. Và nó xin mình cho nó cái quyền tự chủ à? Trừ điểm ngoại giao với rất nhiều thằng đệ của mình. Sư nải Đế Long Vọng Sủ. Không được, nguy hiểm lắm. Mày phục kích à? Rồi ok, Hoàng Bảo A, Hoàng An Bảo đã quyết định chiến tranh với chúng ta rồi. Rất tuyệt, mình vừa mới phá hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau với nó, phát thằng nào đó đánh nhau rồi. Con Hoàng Bảo An này chán sống rồi. Mình sẽ xử lý luôn cái vùng này. Rồi, chiến tranh với cả đám quân của mình. Hoàng Trung bao nhiêu tuổi rồi? 93 tuổi rồi. Công tôn Bạch Hổ. Linh Lăng. Đại nhân, theo Ngài phân phó. Tôi có mục tiêu rất rõ ràng. Nó vừa phục kích ở chỗ này đấy. Hành sự cẩn thận, có thể là cơ mật. Chuẩn bị phục kích. Lệnh cho thằng Thượng Dung chị An tốt mà nhỉ. Lên thực ấy, Tây Hà. Trung Sơn. Trường An, Thái Nguyên, Tương Dương. Một lượt nữa mới lên được à? Xử lý con Hoàng Bảo An này đã. Nhà Thục Hán ở đây này, mình rất nguy hiểm. Mình tính trước rồi, mình đã đưa quân điều quân ra đây rồi. Hai cái vùng này của nó thì kệ cho đệ mình chiếm. Giang Hạ. Mình chiếm ở đây là còn một chút nữa thôi, nó kiểm soát lốt cái vùng mà được. Bọn đệ này đánh chậm ghê nhỉ. Đang vây à. Đánh vào đấy. Đánh vào đây là sẽ ngăn cách
cắt đứt các đường tiến đường tiếp vận ở đó. Hoàng Trung. Thành Tương Dương của mình là nguy hiểm đấy. Thục Hán đã làm chư hầu cho Hoàng Bảo An á. Hoan nghênh, bạn hữu. Có cần không? Kinh nhỉ? Nó suýt làm chư hầu của thằng kia phát là bây giờ mình không đập được nó nữa. Tuyên chiến ngay sau khoảng thời gian 3 giây, 3 lượt nữa cả. Mày nghe chứ nhỉ? Bọn này khôn phết nhỉ? Dùng chính sách ngoại giao. Công Tôn Tục. Miễn nhiễm với nỗi sợ hãi và khủng bố, cánh quân sở hữu. Cấp 7, cấp 8, cấp 9. Nó quyết định trở thành chư hầu của thằng thằng Lưu Bị à? Mày nghĩ mày làm thế mà thoát được à? Dương Châu. Mười sáu thành đã xây dựng xong, Dị Thiết Kim này. Có gì để nói? Cho nó tí lương thực để lấy chỗ đi lại thôi. Nó nhiều lương thực quá. Dù xa khang khải đa phong, tại thị xê quá. Lượt sau, bọn này lượt sau hết à? Bình xí trận loạn. Y vọng vũ chiến. Tại thị an yến. Xương chiến chiến chiến. Úi dồi ôi, đám đệ của mình nó tiến quân nhanh nhỉ. Được, áp sát từ tất cả mọi hướng rồi. Mình vừa nhìn thấy cái thằng Hoàng Trung, mình không tiến ra đây được.
chiếm được cái khu dưới này chưa? Thầy này à, không thể xây dựng, bạn chỉ có thể xây dựng một tòa nhà ở một thời điểm ở mỗi quận. Cái thành này của nó hình như đang có quân phục kích, nó phục kích mình. Kiên như đòn phái, sự như lợi nhận. Càng phớt đấy. Ai già Hoàng Trung. Bảy mấy tuổi vẫn sống. Tốt rồi. Trương Lỗ. Triệu Vân và Điền Giai. À, dựng trại đây à? Một thằng thì đương nhiên anh không ăn được mày. Nhưng ba thằng thì khác. Ba đánh một không chốt thì què. Ba anh em nhà Công Tôn. Mày láo. Chú vị cử bê xiang qing ba. Lấy được con lợn. Lấy cái gì nữa? Tiền thì không cần. Công Tôn Úy lên cấp. Đây, học ở đây đã. Bọn này nó chỉ mạnh khi đứng cạnh nhau thôi. Không nên đứng ra. Không nên rời xa nhau. Đánh tiếp vào Linh Lăng. Chạy mộc Linh Lăng. Thành chính Linh Lăng của nó đâu? Đây à? Thành khu vực. Không thể làm như vậy. Không được. Ui, các lộ chư hầu mình nó tiến. Thằng này à. Như thế thật sự. Đánh tiếp vào đây cho anh. Nó đang bị âm lương thực. Bọn này bây giờ chỉ cần 10 thực à. Chủ yếu mình giữ cái mối quan hệ với nó là được. Nại xin sẽ hội yếu sổ sâu hộ. Nhi và rú hờ hù xăng xế trụ nè. Nghèo, rất nghèo. Chả tin là chúng mày nghèo thế nào luôn. Hoa bố.
tạo lương thực cho nó đấy. Thì mới có thu hoạch. Lão hữu lại phỏng, thật là xin vị. Thằng này âm mất nhiều thế. Nó 17 bán cho nó 20 thôi. Cộng 2 thái độ với bạn Yên Quốc. Đồng loạt tấn công vào một loạt cái vùng dưới này mà không ăn thua. Đâu rồi? Cái con thị nở này đâu rồi? Vừa tuyên chiến rồi nhỉ? Hình như còn một lượt nữa. Thảo bình loạn giặc, trừng chính tứ hải. Chí xin hiệp lực, lộ trình minh xí. Còn một lượt nữa. Hữu Bắc Bình. Yên wo de yong qi zhi gan yun xiao. Đánh nhau với mấy tướng huyền thoại thì chỉ có dùng chiến tranh biển người thôi, không thể đánh tay đôi như chúng nó được, đánh tay đôi là thua. Đánh được rồi. Còn một lượt nữa cơ. Khoảng thời gian. Nó thế nào nó báo mình đang xâm phạm lãnh thổ rồi. Gì chứ mấy thằng này. Kiếm phong 出鞘, công kỳ bù bội. Kiên định信念, bảo trì nguyên yang. Hướng tiến tiến quân. Xuân trà tứ châu. Cầm hai quân đoàn trước mặt thế này thì bố làm sao sợ. Sao nhỉ? Thiên mệnh này thì làm sao để lên được nhỉ? Công trình chống tham nhũng. Mình đang muốn chiếm cái vùng lên ở cái công trình đấy quá mà vẫn chưa lên được.
còn 16 thành. Không nâng cấp. Cánh đồng lúa. À, đám đệ của mình nó sắp cắt đứt. Đây nữa, mình chiếm thành linh lang này đây. Đánh chiếm được linh lang nữa là mình sẽ cắt đứt đến đường tiếp vận của nó rồi. Thành nó không có quân, tranh thủ chiếm luôn. Kiên như đòn phải, sắc như lợi nhận. Bình định thiên hạ, đang tại hành chinh. Cho ba anh em nhà Công Tôn này lên rank đã. Nã chi vũ khí. Hôm nay thất thắng, lại thành thiên chi ân tử. Nhân vật được chiêu mộ à? Một tài năng hiếm có. Hồ Xúc. Con này có con kích ngon. Tuyển mộ vào không kiểu nhỡ nó lại mất tiền của mình có thiếu đâu. Yuan Wen đại nhân chi chi, tại hạ định đương phụ thăng đảo hỏa, bất tử vạn nan. Cái công trình cũ khi gì mà lại trừ trị an. Công trình này thì tăng trị an. Rồi chúng ta đã lối liền rồi, ngăn chặn bước tiến của quân Thục xuống phía dưới này. Nó có thiên vệ quân đấy. Mấy thằng Thục Hán không làm gì được đâu. Chỗ dưới này thì mấy thằng đệ mình nó đang xâm chiếm đồng loạt rồi. Tốt rồi. Tốt rồi, phía trên này ổn rồi. Nó còn em sĩ Thiết Kim thế nào à? À đây rồi, Úc Lâm chiếm được rồi. Đánh xuống hợp phố cho anh. Nó lại chuyển sang Nam Hải à? Nó lại chuyển sang Nam Hải à? Kinh đô nó lại chuyển sang phía Nam đấy à? Khổ thật, bị quay khắp nơi rồi. Bảo trì trấn định. Tư vị xuyên kế, thì có bị chi phong mang. Các nhỉ? Hình như phải lượt tiếp theo mình có thể tuyên chiến được đúng không? Lượt tiếp theo. Lượt sau. Lượt sau là chúng ta có thể tuyên chiến với con này à? Ký hiệp bước không xâm phạm. Chân sự đa đán. Ngô Quốc à, đang rút quân về cố đô kìa. Rồi, bọn này bắt đầu rút quân về xuống rồi đấy. Úi dồi ôi.
Rút quân đi để chiếm mấy cái trại cá của anh à? Thỉnh thoảng có mấy thằng tướng này nó có đồ ngon lắm. Xin rú chỉ suy, khí dự thần minh. Bù yào phân xin. Gái đông rú cử. Quy phụ yuán yào. Quán nhau đây. Wǒ de mù biao shí fēn míng què. Quánh thẳng vào thành này của nó ấy. Mấy phút. Chỉ sợ là Lưu Bị nó có nó chơi mình không. Khu vực này của mình bây giờ đã ổn rồi này, nối tiền hai phe phái rồi. Chờ nâng cấp cái này lên nữa này. Yi sǎo wú zhuǒ, xīng huái zhōng zhēng. Bǎo chí yuán yào, gǒng yī xíng jìn. Yī tōng tiān xiā. Ba anh em nhà Công Tôn. Nó là tướng huyền thoại. Nó hợp với Lý Thiệu ấy. Chiến tầng bó lặng, chung sĩ quân. Hợp với ai nữa? Đóng quân ở đây đã cho chắc. Tôi quay lại. Bài sinh sư phẫu an hảo. Kinh tế của mình giờ mạnh rồi, mình cứ cho quân phòng thủ đã. Ai rồi, đây cũng tướng mạnh chứ. Lý Thiệu. Hồi báo 一下. Mình đang cần tướng màu vàng. Không có nhỉ. Màu xúc.
不可能这样做。Thằng này nó chiếm trọn cái vùng trường xa rồi. Có một cái vùng trường xa đây à? Cái con này. Không phải công kích gì đâu. Bạn dám mạo Viên Hy. Nó tính cái trò gì mà nó cứ chạy ra tận đây nhỉ? Hạ Hầu Uyên và Công Tôn Cổ. Thân tư thủ lư. Xuất phát. Vũ bình thiên hạ, bị xu xin như thiết sắt. Hừ. Tuyên chiến này. À, có lẽ tạm thời mình xin dừng cái video của mình ở đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và đã theo dõi video của mình. Nếu các bạn thấy video của mình thú vị, các bạn hãy like và chia sẻ cho bạn bè để cùng theo dõi. Nếu các bạn muốn theo dõi thêm các cái video khác nữa của mình, các bạn hãy ấn đăng ký kênh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các cái video lần sau.